Ngày 16 tháng 11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó với mưa lớn và thời tiết nguy hiểm trên biển. Theo đó, qua quan trắc, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã gần bão hòa trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất ở 13 huyện trên địa bàn tỉnh. Tại huyện Bắc Trà My triển khai tuyên truyền, vận động sơ tán 1.100 hộ với 3.790 khẩu ở khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao về sạt lở đất. Hiện đã sơ tán 45 hộ với 167 khẩu thuộc các xã Trà Bui, Trà Tân, thị trấn Trà My, Trà Đông và Trà Cóp. Đối với các hộ chưa sơ tán, chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động sơ tán. Mưa lũ làm 7 nhà ở huyện Nam Giang bị ảnh hưởng bởi sạt lở, trong đó 2 nhà thiệt hại nặng 50%, 5 nhà thiệt hại dưới 30%. Huyện Bắc Trà My có 3 nhà thiệt hại dưới 30%. Huyện Núi Thành có 1 nhà bị tốc mái do lốc xoáy. Trong đợt mưa lớn từ ngày 13 tháng 11 đến nay đã sạt lở nhiều tuyến đường ước khoảng 20.870 mét khối đất đá. Trong đó, Nam Trà My 350 mét khối, Phước Sơn 20.000 mét khối, Nông Sơn 520 mét khối.